banget. Jadi, ini mau pilih. Kapi para. Như con chó con nhỉ, như con chó to hơn con chó luôn nhỉ? Như con lợn. Như con lợn luôn. Đây là con này là con Việt Nam mình, con này không có nhỉ? Việt Nam không có. Đây là vịt super chứ canh. Ngan nhá. Ngan thì vịt đấy nhỉ. Vịt. Còn đây là hạc đỏ đúng không anh? Hạc đỏ. Quay hạc không đẹp, quay sang xem con kia sẽ đẹp hơn em. Đi ngắm từng con một luôn anh. Mỗi chuồng thú mình ngắm một lát. Đây là hạc đỏ toàn đứng một chân luôn. Đây là hạc đỏ là đứng một chân thôi. Hạc là hầu như đứng một chân, đi hai chân. Đấy, giờ đi sang bên kia. Ở đây là con này, con gì mà nó ăn ở trong chuồng này. Đúng. Con chuột túi. Kangaroo. Đây là kangaroo. Trong đấy nó mà quay tối. Trong không nhìn rõ lắm nhỉ. Chim sâu. Đây toàn bộ chim sâu. Chim sâu có hai bà con em ơi. Nó bay ra ngoài ấy. Đây ở sang này có con đi sang bên này ngắm. Cái cơ ơi. Ui con gì này, con gì này. Con vảy tê. Tê tê. À không phải vảy tê tê, con này nào không phải vảy tê tê. Hình như là vảy tê tê nhé. Máy không quay sao máy nhỉ? Sang ngắm gấu. À đây, gấu về. Thank you.
gì nhỉ, con gì nhỉ, con trồn hôi. Trồn. Đây sang gấu Bắc Cực này. Đây là gấu Bắc Cực này. Không còn nhỉ. Mà cái loại này chỉ là một con hay hai con đánh nhau. Con này nó cũng to như con chó nhà mình nhỉ. Tay nó to. Vòng người mình. Lạc đà, lạc đà. Hôi lắm em, ra hôi lắm. Voi.